Sau khi bộ ảnh Về nhà với anh gây sốt trên mạng xã hội thì mới đây, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, người được biết là đang trong những bước cuối cùng hoàn thành dự án Thưa Mẹ Con Đi, đã đăng lại hai bức ảnh với dòng trạng thái đầy ẩn ý. Lục lại trang cá nhân của anh thì phát hiện ra được những điều nghi vấn, cho rằng Lãnh Thanh và Gia Huy, hai gương mặt trong bộ ảnh, cũng chính là hai diễn viên chính trong dự án điện ảnh mang màu sắc đam mỹ mà vị đạo diễn nói trên đang thực hiện. Mới đây, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đã đăng lại hai bức trong bộ ảnh nói trên với dòng chú thích đầy ẩn ý, cho rằng bản thân anh cũng tham gia buổi chụp hình, đồng thời anh cũng cho biết rằng đây là buổi tập cho một dự án bí mật nào đó. Bộ ảnh từng được tung ra với nhân vật chính là hai chàng trai đang cùng nhau trải qua một ngày đầy nắng trên một bãi cỏ và có vẻ như cả hai đang picnic cùng nhau. Bộ ảnh này từng gây sốt và được cộng đồng mạng tích cực truyền tay nhau. Hai nhân vật chính trong ảnh không ai khác chính là anh chàng diễn viên Lãnh Thanh, từng được khán giả yêu mến khi đóng cặp với Thanh Tú trong MV Duyên Mình Lỡ của ca sĩ Hương Tràm. Người còn lại là Gia Huy, một diễn viên trẻ đang trên đà phát triển. Gần đây, vị đạo diễn nói trên cũng đã chia sẻ một vài bức ảnh trên trang cá nhân cho thấy Lãnh Thanh và Gia Huy chính là hai nam diễn viên chính trong Thưa Mẹ Con Đi, một dự án phim điện ảnh mang màu sắc đa mỹ. Cả hai chàng trai đều tỏ ra rất tình tứ, không chỉ trong bộ ảnh mà còn một số bức ảnh chụp mà đạo diễn chia sẻ. Cả hai anh chàng đều đã tỏ ra rất tình tứ, không chỉ trong bộ ảnh mà còn trong một số bức hình chụp mà đạo diễn đã chia sẻ. Tuy chưa có thông tin chính thức nào, nhưng thông qua thông báo tuyển chọn diễn viên mà phía tổ chức sản xuất đã tiết lộ trong bản tin thông báo tuyển chọn, thì nội dung phim sẽ xoay quanh câu chuyện một chàng trai trẻ bị giằng xé giữa việc sang Mỹ định cư với việc trở lại Việt Nam đối mặt với những ràng buộc gia đình mình. Trong bức ảnh đại diện của buổi casting, có thể thấy hai chàng trai trong tư thế người này ngả đầu lên người kia. Đây có thể là sự gợi ý của một tình yêu đam mỹ lãng mạn, xen lẫn những câu chuyện chính của phim.